Thầy Park tiết lộ điều luật không ai được vi phạm ở đội tuyển Việt Nam. Nóng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan bất ngờ thua kiện, choáng vì rơi vào cảnh nợ nần. Đội tuyển Malaysia mất sao châu Âu ở AFF Cup 2022. Indonesia e sợ vũ khí đặc biệt của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Thầy Park tiết lộ điều luật không ai được vi phạm ở đội tuyển Việt Nam. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức nói lời tạm biệt với bóng đá Việt Nam sau quá trình hơn 5 năm gắn bó. Trong suốt khoảng thời gian đồng hành cùng môn thể thao vua tại đất nước hình chữ S, chiến lược gia người Hàn Quốc đã để lại gia tài khổng lồ với nhiều cột mốc đáng nhớ. Mới đây, trong cuốn Triết lý lãnh đạo Park Hang-seo của tác giả Han Jun, một số điều thú vị của chiến lược gia người Hàn Quốc khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đã được tiết lộ. Đáng chú ý nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có quy định sử dụng điện thoại khắt khe đối với các tuyển thủ được gọi lên tuyển. Theo đó, thầy Park cấm tuyệt đối việc sử dụng điện thoại di động trong giờ ăn trưa. Cụ thể, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, đội tuyển quốc gia có những cầu thủ đã quen mặt nhau, tuy nhiên cũng có nhiều tuyển thủ U23 mới lên. Chính vì vậy, khoảng thời gian ăn trưa chính là thời điểm phù hợp nhất để các cầu thủ trò chuyện cùng nhau. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có thêm quy định không sử dụng điện thoại khi đi xe di chuyển. Đây cũng là khoảng thời gian quý báu để các cầu thủ hiểu nhau hơn. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, việc các cầu thủ trò chuyện, hiểu nhau ngoài sân bóng có ý nghĩa quan trọng trước khi họ ra sân thi đấu cùng nhau. Thầy Park cũng đặt ra cơ chế nộp phạt riêng cho các cầu thủ vi phạm quy định. Theo đó, chính ông thầy người Hàn Quốc cũng rất nghiêm túc chấp hành. Thầy cũng sẽ nộp phạt nếu như quên không tắt chuông điện thoại trong các bữa ăn. Ngoài ra, trong cuốn sách, huấn luyện viên Park cũng tiết lộ, khi mới sang Việt Nam nhận nhiệm vụ quan trọng, ông cũng mắc phải nhiều nghi ngờ đến từ người hâm mộ Việt Nam. Tuy vậy, ông đã kiên trì học văn hóa, lịch sử Việt Nam để có thể trở thành huyền thoại sống của bóng đá Việt Nam như ngày hôm nay. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã nỗ lực không biết mệt mỏi. Nóng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan bất ngờ thua kiện, choáng vì rơi vào cảnh nợ nần. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT bất ngờ nhận phán quyết thua kiện, qua đó chịu cảnh gánh khoản nợ khổng lồ sau nhiều năm quên lãng. Bóng đá Thái Lan đang gặp nhiều khủng hoảng cả về thành tích trên sân cỏ lẫn sự ổn định ở thượng tầng thời gian qua. Người hâm mộ xứ chùa vàng kêu gọi Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT phải cải tổ mạnh mẽ bộ máy lãnh đạo. Trong đó, làn sóng đòi sa thải chủ tịch Somiot Bunbanmong vô cùng dữ dội. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT tiếp tục dính bê bối với sự cố về tài chính. Theo đó, cơ quan đứng đầu bóng đá xứ chùa vàng vừa bất ngờ đón nhận phán quyết thua kiện, qua đó rơi vào cảnh nợ nần, gánh khoản thiệt hại khổng lồ sau nhiều năm quyền lãng. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT vừa bị tòa án xử thua trong vụ tranh chấp với câu lạc bộ Isan United gần 10 năm trước. Ngày 28 tháng 2 năm 2013, FAT cho rằng câu lạc bộ Isan United giả mạo giấy tờ nên buộc đội bóng này phải trả lại tên cũ là Sisaket, đồng thời treo giò vô thời hạn việc tham dự các giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, câu lạc bộ Isan United không đồng ý với quyết định của FAT. Đội bóng này quyết tâm đâm đơn kiện FAT để tìm lại sự trong sạch. Sau gần một thập kỷ kiên trì theo đuổi, họ đã được tòa án xử thắng. Việc bất ngờ thua kiện khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan không kịp trở tay. Lãnh đạo FAT buộc phải đưa ra thông báo rằng họ muốn hoãn thanh toán cho các câu lạc bộ thành viên của Thái League sau khi tài khoản của Liên đoàn bị đóng băng để trả nợ 32 triệu baht, tương đương 850.000 đô la Mỹ cho câu lạc bộ Isan United. Đây rõ ràng là tổn thất nặng nề về cả tài chính lẫn hình ảnh của Liên đoàn bóng đá Thái Lan trong mắt người hâm mộ xứ chùa vàng. Trong lúc thành tích các cấp độ đội tuyển đều đáng thất vọng, khả năng quản lý kém cỏi của bộ máy lãnh đạo thực sự khiến các cổ động viên nhà đánh mất niềm tin. Nhiệm vụ trọng tâm của FAT hiện tại là chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia Thái Lan hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2022. Bên cạnh đó, họ cũng phải từng bước khắc phục hậu quả sau vụ thua kiện. Đội tuyển Malaysia mất đi sao châu Âu ở AFF Cup 2022. Trung vệ gốc Bỉ của đội tuyển Malaysia, Dion Koons, đứng trước khả năng không thể tham dự AFF Cup 2022. Đội tuyển Malaysia mất sao châu Âu ở AFF Cup 2022. Theo Arena Metro, do đang đầu quân cho một đội bóng ở châu Âu, Jablonec tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc, nên Dion Koons sẽ không được trở về tham dự AFF Cup 2022. Cũng giống với trường hợp tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam, đội bóng chủ quản của Dion Koons sẽ khó có thể nhả cầu thủ này về hội quân cùng đội tuyển quốc gia dự AFF Cup. Lý do là bởi giải đấu vô địch Đông Nam Á không nằm trong hệ thống FIFA, nên dù Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM rất nỗ lực để có được sự phục vụ của Dion Koons nhưng bất thành. Báo chí nước nhà tỏ ra tiếc nuối trước việc trung vệ gốc Bỉ này không thể cùng đội tuyển quốc gia dự giải đấu quan trọng diễn ra vào cuối năm nay. Dion Koons sinh năm 1996, trưởng thành ở bóng đá Bỉ, dự UEFA Champions League, Europa League. Koons từng cùng U21 Bỉ dự U21 châu Âu nhưng không muốn tiếp tục phấn đấu lên tuyển Bỉ mà lựa chọn khoác áo Malaysia. Dưới thời huấn luyện viên Tan Cheng Ho, Koons đã được thử nghiệm ở nhiều vị trí từ trung vệ, hậu vệ cánh tới tiền đạo
nhưng chưa đóng góp được nhiều trước khi bùng nổ tại vòng loại Asian Cup 2023 dưới thời huấn luyện viên Kim Bangkol. Báo chí Malaysia cho biết đội tuyển quốc gia sẽ không có được sự phục vụ của Kunz. Anh ấy luôn là mẫu cầu thủ nhiệt huyết với đội tuyển quốc gia khi sẵn sàng bay xa hàng nghìn dặm để về phục vụ đội nhà. Sự ảnh hưởng của cầu thủ mang hai dòng máu Malaysia bỉ này là rất rõ ràng. Anh đã chỉ đạo tốt hàng thủ, giúp đội nhà thi đấu vững vàng tại vòng loại Asian Cup. Trên thực tế, anh cũng đã ghi một bàn giúp Malaysia hạ Bangladesh 4-1 để chính thức giành vé dự vòng chung kết tại Qatar. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Malaysia sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng B. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 12 trên sân vận động Mỹ Đình. Đây được đánh giá sẽ là một trận đấu rất khó khăn, mặc dù ở AFF Cup 2020 vào năm ngoái, đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Park Hang-seo từng đánh bại đối thủ này với tỷ số 3-0. Indonesia e sợ vũ khí đặc biệt của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Như thông tin đã đưa trước đó, sân vận động quốc gia Mỹ Đình vẫn sẽ được lựa chọn làm sân nhà của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 sắp tới. Tại giai đoạn vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp đón Malaysia vào ngày 27 tháng 12 và Myanmar vào ngày 3 tháng 1. Xen kẽ vào đó là hai chuyến làm khách của Lào và Singapore. Dù không cùng bảng đấu, nhưng việc đội tuyển Việt Nam chọn sân vận động Mỹ Đình tại AFF Cup 2022 cũng khiến cho báo giới Indonesia lo ngại. Tờ Semuania Bola đã bày tỏ sự lo lắng khi với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả tại sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam thường xuyên có được thành tích tốt ở AFF Cup. Những tiếng reo hò của các cổ động viên trên sân vận động Mỹ Đình sẽ là vũ khí lợi hại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 và cũng là lý do khiến nơi này được chọn. Sân vận động này có sức chứa lên đến 40.000 chỗ ngồi và liên tục được đội tuyển Việt Nam tin dùng ở những giải đấu lớn nhỏ trong nhiều năm trở lại đây. Việc phải thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình chắc chắn sẽ là bài toán tâm lý khó khăn đối với hai đối thủ phải làm khách tại đây là Malaysia và Myanmar. Đội tuyển Malaysia thường xuyên không có được thành tích tốt mỗi khi thi đấu ở đây. Và đương nhiên, đội tuyển Việt Nam muốn tận dụng tối đa điều này tại AFF Cup 2022. Theo tờ Siam Sport, các đội tuyển tham dự AFF Cup 2022 cũng đã chính thức chốt danh sách sân nhà của mình để gửi lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF. Ở bảng A, đội tuyển Thái Lan sử dụng sân Thammasat, Campuchia sẽ sử dụng sân Morodok Teco, trong khi Philippines chọn sân vận động Zirai Memorial. Ở bảng B, ngoài đội tuyển Việt Nam thì Malaysia chọn sân vận động quốc gia Bukit Jalil. Đội tuyển Singapore chọn hai sân là sân vận động quốc gia và Jalan Besar. Đội tuyển Lào cũng chọn sân vận động quốc gia, trong khi Myanmar quyết định sử dụng sân Thuna. Cái tên chưa thể chốt sân nhà ở AFF Cup 2022 chính là đội tuyển Indonesia. Theo Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainuddin Amali, sân vận động Gelora Bung Karno với sức chứa 77.000 người không thể sử dụng như dự kiến vì có lịch sửa chữa để chuẩn bị cho U20 World Cup 2023. Đội tuyển Malaysia mất đi sao châu Âu ở AFF Cup 2022. Trung vệ gốc Bỉ của đội tuyển Malaysia Dion Kunz đứng trước khả năng không thể tham dự AFF Cup 2022. Đội tuyển Malaysia mất sao châu Âu ở AFF Cup 2022. Theo Arena Metro, do đang đầu quân cho một đội bóng ở châu Âu, Jablonec tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc, nên Dion Kunz sẽ không được trở về tham dự AFF Cup 2022. Cũng giống với trường hợp tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam, đội bóng chủ quản của Dion Kunz sẽ khó có thể nhả cầu thủ này về hội quân cùng đội tuyển quốc gia dự AFF Cup. Lý do là bởi giải đấu vô địch Đông Nam Á không nằm trong hệ thống FIFA, nên dù Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM rất nỗ lực để có được sự phục vụ của Dion Kunz nhưng bất thành. Báo chí nước nhà tỏ ra tiếc nuối trước việc trung vệ gốc Bỉ này không thể cùng đội tuyển quốc gia dự giải đấu quan trọng diễn ra vào cuối năm nay. Dion Kunz sinh năm 1996, trưởng thành ở bóng đá Bỉ, dự UEFA Champions League, Europa League. Kunz từng cùng U21 Bỉ dự U21 châu Âu nhưng không muốn tiếp tục phấn đấu lên tuyển Bỉ mà lựa chọn khoác áo Malaysia. Dưới thời huấn luyện viên Tan Cheng Ho, Kunz đã được thử nghiệm ở nhiều vị trí từ trung vệ, hậu vệ cánh tới tiền đạo, nhưng chưa đóng góp được nhiều trước khi bùng nổ tại vòng loại Asian Cup 2023 dưới thời huấn luyện viên Kim Bangkol. Báo chí Malaysia cho biết đội tuyển quốc gia sẽ không có được sự phục vụ của Kunz. Anh ấy luôn là mẫu cầu thủ nhiệt huyết với đội tuyển quốc gia khi sẵn sàng bay xa hàng nghìn dặm để về phục vụ đội nhà. Sự ảnh hưởng của cầu thủ mang hai dòng máu Malaysia Bỉ này là rất rõ ràng. Anh đã chỉ đạo tốt hàng thủ, giúp đội nhà thi đấu vững vàng tại vòng loại Asian Cup. Trên thực tế, anh cũng đã ghi một bàn giúp Malaysia hạ Bangladesh 4-1 để chính thức giành vé dự vòng chung kết tại Qatar. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Malaysia sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng B. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 12 trên sân vận động Mỹ Đình. Đây được đánh giá sẽ là một trận đấu rất khó khăn, mặc dù ở AFF Cup 2020 vào năm ngoái, đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Park Hang-seo từng đánh bại đối thủ này với tỷ số 3-0.